Hai cho anh em ngồi chị Lương, mình nhập ta lũ anh chị ta. Đây là video bản án tập số 331 của mình với mức AK dành cho anh nông dân. Ở server khá mới, server số 124. Anh nông dân ngon các bạn nhá. Kim cương còn rất là nhiều. Đuôi hình đang sử dụng là sáng thế hổ với ba con hổ là Kula, Cao Lét và Cá Khỏe. Đặc biệt là bộ đôi Kula Cá Khỏe đúng không? Mình và 5 sao hơi thiếu chút hồn vũ khí. Thế tuy nhiên không quan trọng lắm, sau này các bạn chú ý đưa Kula vào viện trợ nhé, thay vào đó là một cái võ sĩ nào đó khác. Mình lấy ví dụ có thể là Teddy hay K3 chẳng hạn đúng không? Đấy là về lâu dài, về lâu dài. Còn hiện tại không sao cả, ổn định. Yashiro Thổ mình nghĩ là một võ sĩ không nên thay thế, nó còn vệ tốt nhất trong hàng vị chất 13. Đấy. Tức thì vũ khí nào phải đủ luôn rồi. Tí nữa mình sẽ check môn luôn cho anh em xem. Cao Red 6 sao, các bạn chỉ up lên môn cho to lên thôi. Đấy, Anis cũng thế, 5 sao. Levazi đã 6 sao. Cá Phẩy đã 6 sao. Và cuối cùng là Kyo. Kyo này các bạn đừng có khinh thường nó đúng không? Đấy, ăn học đầy đủ vào đam mắc to. Đam mắc to. Đấy, mình số như vậy là có tới à, mình số đây là thằng Kyo, thằng viện trợ. Viện trợ ông ấy làm kinh nhau. Đỏ hết là quần áo rồi đúng không? Đấy, viện trợ, viện trợ, viện trợ. Ok. Đấy, Queen, Queen nhầm. Thực ra viện trợ thì mình đề xuất các anh em thay con này bằng con Yuri sẽ tốt hơn. Đây là đề xuất của cá nhân mình. Đấy, nó sẽ tốt hơn vì sáng theo sáng theo lên là đi cùng Yuri. Mình chơi môn đã đang trong quá trình lên nhị môn. Lêu La Dị cũng thế, Ca Phẩy đang trong quá trình lên tứ môn. Lêu La Dị thì nhị môn, tứ môn của Yashiro không khó nên sáu sao đâu, lục môn đâu, các bạn mua về up lên thôi. Hai đi thì công lên nhị môn cho nó khỏe đi. Anh này dư sức lên nhị môn. Ok, vào đấu một lát em. Kích hoạt đúng không? Rồi, ok, để mình vào check danh sách võ sĩ các bạn nhé. Bên dưới còn là Yorizi 6 sao. Các bạn hoàn toàn hệ đổi thành hỏa tứ hồn, thay Anit bằng Yorizi là xong. Thế nhưng mình nghĩ rằng nếu như bạn chơi hỏa tứ hồn ấy, thì cũng không nhất thiết phải đua thêm Teddy 2k3 đâu. Đua Gonit viện trợ ấy. Đấy là lời khuyên của mình. Còn đâu viện tứ hồn thì sáng thế mình nghĩ nó ngang nhau thôi, đặc biệt là viện trợ là ra mắt. Ok, bên dưới này còn có Crimson 137 mảnh, cái điều đáng chú ý hơn cả. Đấy. Nếu chơi tứ hồn thì mình nghĩ rằng thay con Mai, à quên mất, thay con Kula bằng con Crimson. Perfect đúng không? Bỏ Annie đi, đưa Yorizi quay trở lại đúng không? Yorizi 6 sao rồi, đọc đầy đủ rồi. Ok, mình check túi đồ. Rất nhiều đồ sách, đây là hồn vũ khí của con Kyo. Đấy. Bạn nào mua hàng thì mình khuyên là đưa vào viện trợ luôn. Đấy. Tức hình luôn, sẽ khỏe hơn. 137 khả năng không thiếu đúng không, nâng môn thoải mái đây. Bên này 137 mảnh Ascription chờ vòng 2 thôi. Ok, phần còn lại không quan trọng lắm, 22.000 cơ. Giá ác là siêu rẻ cho anh em nào Subox này, giá ác là 400k. Amiso giá ác là 450k, bao gồm toàn bộ chi phí, cả phí ngân hàng, trung gian, bảo mật, các thứ, tất cả là 450k. Bạn nào mua hàng thì liên hệ mình theo số điện thoại, mình link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán áp tập số 331. Quên mất không, alo quên không check anh em này top đấu trường chị lộn không lại bảo cái ông chỉ giấu đây đúng không, top hay ngày hôm nay không online một tí gì luôn, vẫn top hạng ấy online mình nói luôn, đánh hạng top 1x được nha. Đấy, không có khó khăn gì cả được chưa. Đấy, đây để check luôn này, top lực chiến cũng top lực quên này, lâu không làm quên đâu. Đây lực chiến hạ mục đích này, tầm bổ lọng thế thôi, 25.000 đấy đúng không. Đấy. Ok, nói chung là quanh quanh top 10, quanh quanh top 1 đích, top 11 đến top 20. Ok, đây là video bán áp tập số 331. Bạn nào mua hàng liên hệ mình nhóm số điện thoại cũng như link Facebook bên dưới phần mô tả của video.